Vâng, lại gặp các bác và anh em trong video ngày hôm nay ạ. Vâng, ngày hôm nay bên em lại về được mấy đôi chép JBL ST200 hàng bãi Mexico. Nói chung cái mẫu loa siêu chép này thì quá là quen thuộc với các bác và anh em rồi. Vì suốt những thời gian vừa qua, những mẫu chép này thật sự là rất là được các bác và anh em tin tưởng, cũng như là mua về chơi ở giải siêu chép thì nghe nó rất là hay và mịn. Thì em quay cận cảnh một đôi chép để em giới thiệu các bác và anh em nào cũng như mà chưa xem nhé. Đây là chép JBL ST200, thiết kế dạng hộp mặt trắng, đây là dòng chép titan cho tiếng rất là sáng, sạch và mịn. Vỏ hộp rất là chắc chắn. Thì đây là phía mặt trước được thiết kế một cái mặt thép nguyên khối khắc CNC của chép titan JBL, logo JBL phía dưới đây. Con này thì có chiều cao là 18cm và chiều ngang và chiều sâu của nó là 13cm, cũng kích thước cũng khá là lớn và chắc chắn các bác nhé. Mặt thép nguyên khối khắc CNC nó nhìn rất là bóng bẩy. Đây là dòng chép titan. Đây phía sau của nó đây ạ, phía sau con này thì là sản xuất tại Mexico đấy ạ. Con này các bác đã quá quen thuộc trên kênh rồi. Con này là model là ST200 các bác nhé, model là ST200. Nếu mà nào mà mua cái chép này thì các bác bảo là bán cho tôi cái loa chép JBL ST200 nhé. Con này công suất chịu đựng của nó là 400W và trở kháng là 8 ohm. Vâng, con này là made in Mexico. Và con này thì nhập về thì nó còn rất là đẹp để giới thiệu đến các bác và anh em, như bác nào mà muốn sở hữu. Riêng mẫu chép này thì chơi nó rất là bền và cái độ chịu tải nó tốt lắm. Chịu tải rất tốt và nghe nhạc và hát karaoke rất là mịn. Vì đây là dòng chép titan thì vì thế mà cái tiếng chép nó không bao giờ bị chói hay là bị gây rất là khó chịu. Thì con này nó cho hiệu quả rất cao, mịn, tươi và rất là dẻo tiếng chép. Đó, con chép này đánh rất hay. Chép này có thể ghép được loa bass 20, bass 30 hay bass 40. Thì bên em cũng đang ghép với một đôi loa bass 40, WeGoop đây ghép 720, bên em đang ghép một đôi này. Đấy, đánh hẳn bass 40 luôn. Em đang để phía trên một đôi. Vâng, nhiều bác và anh em không biết kết nối thì em cũng hướng dẫn luôn nha các bác và anh em. Câu tín hiệu từ dây loa lên, tín hiệu từ đằng sau đôi loa chính lên nhé. Đó, em đang để một dây chờ, tí nữa bên em sẽ kết nối dây này và tín hiệu vào để chúng ta cùng lắng nghe như so sánh sự hỗ trợ chép và không hỗ trợ chép để chúng ta đánh giá được. Đó, em câu từ đằng đôi loa thùng người lên này. Em câu từ đôi loa thùng người lên, tín hiệu rất là đơn giản thôi, không quá cầu kỳ đâu ạ. Đó, thì em đã đánh hẳn một đôi bass 40. Vâng, thì bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe nhé. Một đôi loa siêu chép JBL ST200 hàng bãi Mexico ạ. Ở mọi thông tin chi tiết, bác nào muốn đặt hàng những đôi chép này nó còn đẹp như thế này thì bác hãy liên hệ ngay cho bên em theo hai số hotline trên video nhé. Giờ em mở nhạc chưa có chép đi ạ. Và các bác vui lòng theo dõi hết video để chúng ta nghe được cái tiếng chép nó hỗ trợ nhé. Đây, nhạc chưa có chép đâu ạ. Về cơ bản loa cũng đã khá đủ giải rồi, nhưng bác nào mà yêu giải cao hay là những đôi loa hay cháy chép thì chúng ta lên hỗ trợ vào các bác nhé. Sẽ hỗ trợ chép vào đây ạ. Vâng, bác thấy không? Chép nảy hơn rất nhiều ạ, chép rất là nảy luôn ạ. Đấy, rất là nảy luôn ạ. Và anh rất tươi luôn, anh rất tươi luôn. Đấy, em kết nối dây tín hiệu vào rồi, chép đánh rất là tươi, rất là dẻo tiếng chép luôn ạ. Đấy, và anh đã làm yêu giải cao, nghe con này cực kỳ là sướng luôn. Chỉ cần một đôi thôi là các bác và anh em nghe leng keng ở cái giải cao rất là tuyệt vời. Chỉ cần một đôi thôi ạ. Bác thấy không? Nó quá hiệu quả cho một bộ hệ thống âm thanh gia đình mà đang thiếu giải chép, đang thiếu giải cao, đang thiếu cái loa chép hay là những đôi loa hay chết chép thì bác thêm đôi này vào cực kỳ là hiệu quả. Còn rất là đẹp luôn ạ, các bạn nhìn còn rất là đẹp luôn. Ưu tiên bác nào gọi điện thoại sớm nhất nhá. Còn rất là đẹp ạ. Đây ạ, long lanh.
xanh luôn, rất chắc chắn luôn, rất đẹp. Đấy, đôi nào cũng đẹp luôn. Đấy, nghe nó rất là len keng luôn ạ, lạch tách. Đấy, nghe nhạc nó gầy. Đấy, em câu chung dây tín hiệu loa lên này các bạn này. Đấy, đấu song song luôn, là câu lên là xong rồi, không đơn giản vậy ạ, không quá cầu kỳ đâu ạ. Sau đó chúng ta đưa lên chép, thế là đã có tín hiệu đi lên chép rồi. Con này âm ly cũng kết nối được nhé, và đẩy liền vang cũng kết nối được, và đẩy công suất rời cũng kết nối được ạ. Rồi, cho nên xin phép được khép lại video tại đây. Nếu mà nào mà muốn sở hữu thì hãy liên hệ ngay cho bên em theo hai số livestream video nhé. Và địa chỉ của công ty nằm ở 133 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp, coi như là vừa trải nghiệm vừa ngắm em nó luôn ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông nhé.